rửa tay bằng xà phòng là một cái biện pháp hết sức quan trọng trong việc phòng lây lan bệnh nCoV. Thì rửa tay, chúng ta phải rửa tay nhiều lần trong ngày. Rửa tay mà sau khi ho hoặc là hắt hơi thì chúng ta cũng phải rửa tay. Thế và rửa tay mà sau khi tháo khẩu trang ra thì cũng phải rửa tay. Thế và sau khi mà chăm sóc người bệnh mà bị nCoV hoặc là các bệnh lây nhiễm khác, thế rồi các cái sau khi mà ở nơi tập trung đông người về, chúng ta cũng phải rửa tay. Và trước khi ăn chúng ta cũng phải rửa tay. Và khi mà chế biến thức ăn thì chúng ta cũng nên phải rửa tay bằng xà phòng. Thế còn trường hợp mà đặc biệt những nơi mà không có xà phòng, không có nước sạch thì lúc đó chúng ta mới dùng cái nước mà rửa có cồn. 6 bước rửa tay với xà phòng và nước sạch. Bước 1. Làm ướt tay bằng nước sạch và xà phòng, chà hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay này và lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 5. Xoay ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Làm sạch tay dưới vòi nước chảy đến cổ tay. Thời gian rửa tay tối thiểu 30 giây. Các bước 2, 3, 4, 5 làm đi làm lại tối thiểu 5 lần. Sử dụng khăn bông hoặc khăn giấy sạch dùng một lần để lau khô tay. Không dùng một khăn lau tay chung cho nhiều lần rửa tay.